Carolina Gymnasium với bộ trang phục truyền thống được mang tên Polera, là bộ trang phục đẹp nhất và được ngưỡng mộ nhiều nhất tại châu Mỹ. Bao gồm chiếc áo choàng và một chiếc váy dài hai tầng. Chất liệu làm nên bộ trang phục này rất đa dạng, có thể là từ vải lanh mịn, von và được trang trí bằng nhiều chi tiết như là chim chóc, hoa, trái cây, nho hay những cọng hoa.